nhiệm vụ ít biết của xe thông tin VSAT. Trong các ngày 19 đến 22 tháng 9, Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu Hải quân đã tổ chức diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc trong chiến đấu. Theo báo Hải quân, trong quá trình diễn tập, Lữ đoàn đã tổ chức cho đơn vị hành quân đến khu vực triển khai thực binh đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn, bí mật. Chỉ huy các cấp và phân đội chiếm lĩnh xây dựng cổng sự đài, trạm và triển khai hệ thống thông tin đúng trình tự, đáp ứng yêu cầu kỹ chiến thuật. Mạng thông tin được thiết lập nhanh, đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời và thông suốt. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn lữ đoàn đã linh hoạt xử lý các tình huống thông tin để chuyển nhận điện kịp thời, có độ tin cậy cao trong điều kiện tác chiến điện tử mạnh. Trong đợt diễn tập này, Lữ đoàn Thông tin 602 đã sử dụng một số phương tiện tối tân, trong đó có xe thông tin lưu động VSAT. Được biết, VSAT là từ viết tắt tiếng Anh có nghĩa là trạm thông tin vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ, anten thường có kích thước từ 0,75 đến 4,5 mét. Mạng VSAT được sử dụng để cung cấp rất nhiều loại ứng dụng và được phân loại chủ yếu dựa trên hai hình thức cung cấp dịch vụ, quảng bá hay ứng dụng một chiều và ứng dụng tương tác hay ứng dụng hai chiều. Ứng dụng quảng bá là ứng dụng được phổ biến sớm nhất, được cung cấp bởi mạng VSAT. Ứng dụng tương tác là ứng dụng thông tin hai chiều, cung cấp cho người sử dụng được thực hiện thông qua mạng VSAT. Ngoài ra, mạng VSAT còn được ứng dụng làm truyền dẫn trong mạng viễn thông và các ứng dụng khác. Các ứng dụng chính của dịch vụ VSAT phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc thông thường, truy cập Internet băng rộng, thiết lập kênh riêng, thiết lập mạng dùng riêng, phục vụ truyền hình hội nghị, đào tạo từ xa và quan trọng nhất là đảm bảo thông tin trong điều kiện dã chiến. Thiết kế đầy lỗi tên lửa chống hạm tầm xa EJ-62 bị Trung Quốc bắn thanh lý hàng loạt. Quý vị thính giả thân mến, thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những hình ảnh hải quân Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật với tên lửa chống hạm tầm xa EJ-62. Số vụ phóng thử dày đặc, trong khi vũ khí này chỉ được sản xuất một lượng khá hạn chế để trang bị cho tàu khu trục Thai-52C cùng vài tổ hợp tên lửa bờ. Hành động trên nhận định có thể là do Hải quân Trung Quốc muốn nhanh chóng thanh lý hết ưng kích 62 để chuyển sang sử dụng một tổ hợp tiên tiến hơn. EJ-62 là tên lửa chống hạm tầm xa tốc độ cận âm do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, chính thức được giới thiệu vào năm 2005. Tên lửa có chiều dài 6,1 mét, đường kính thân 0,54 mét, trọng lượng phóng là 1,24 tấn, tầm bắn tối đa là 400 km, tốc độ hành trình Mach 0,6 và lên tới Mach 0,8 khi bước vào giai đoạn công kích với độ cao bay từ 7 đến 10 mét, mang theo đầu đạn nặng 210 kg. Ưng kích 62 sử dụng cơ chế dẫn đường kết hợp giữa chế độ bay quán tính có tham chiếu qua hệ thống định vị toàn cầu bắt đầu. Trong giai đoạn đầu, đến khi tiếp cận mục tiêu, nó sẽ kích hoạt radar chủ động đặt trên tên lửa. EJ-62 có thể biến thể xuất khẩu C-602 với tầm bắn bị rút ngắn xuống còn 290 km để không vi phạm Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa MTCR và phiên bản tên lửa hành trình tấn công mặt đất mang định danh CM-602G, lắp đầu đạn trọng lượng 400 kg. Sở hữu thông số lý thuyết khá ấn tượng, tuy nhiên EJ-62 lại bị nhận xét là một bản thiết kế đầy lỗi. Nguyên nhân do kích thước của tên lửa khá lớn nhưng tốc độ bay quá chậm, hơn nữa độ cao hành trình khi tiếp cận mục tiêu chưa thể nói là đạt được yêu cầu khi thông số này lớn gấp đôi loại tên lửa cận âm khác như Uran, Isukut hay Harpoon. Nhược điểm trên là không thể sửa chữa do cấu trúc của tên lửa đã đạt trạng thái tới hạn, khiến EJ-62 rất dễ bị chiến hạm đối phương trang bị hệ thống phòng không tối tân phát hiện từ xa rồi tổ chức đánh chặn. Thậm chí nó còn trở thành đối tượng yêu thích của các hệ thống phòng thủ tầm cực gần như Palma hay Goldkeeper. Hiện nay Trung Quốc đã đưa vào trang bị nhiều dòng tên lửa chống tàu siêu âm thế hệ mới có năng lực vượt trội, trong đó nổi bật là loại EJ-18 sao chép từ nguyên mẫu 3M-54 Club của Nga. Dự báo trong tương lai không xa, đây sẽ là vũ khí chủ lực của Hải quân Trung Quốc trang bị cho cả tàu mặt nước, tàu ngầm lẫn hệ thống tên lửa bờ biển. Thời khắc EJ-62 về hưu non dự báo đã sắp tới, trong khi chẳng bắn rẻ được cho ai, để tránh tổn chi phí lưu kho hay tháo dỡ thì việc mang ra bắn thanh lý hàng loạt nhằm nâng cao trình độ thực hành cho binh lính là giải pháp xem chừng cũng tương đối hợp lý. Năm vũ khí lợi hại nhất của Nga vào năm 2030.
Quý vị thính giả thân mến, theo chuyên san The National Interest, chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang theo đuổi những kế hoạch lớn lao nhằm nâng cấp sức mạnh quân sự trong bối cảnh tình hình địa chính trị và an ninh thế giới chuyển biến một cách phức tạp. Mục tiêu đặt ra ban đầu là từ đây đến năm 2020 sẽ thay mới khoảng 70% thiết bị quân sự và vũ khí. Do ảnh hưởng từ giá dầu tụt dốc cùng những biện pháp trừng phạt của phương Tây nên một số dự án đang bị chững lại. Tuy nhiên, The National Interest dẫn các nguồn tin từ Moscow cho biết nếu không có biến cố gì lớn thì sẽ có ít nhất 5 loại khí tài, vũ khí cực kỳ lợi hại gia nhập quân đội Nga từ đây đến năm 2030, lùi lại 10 năm so với thời hạn ban đầu. Xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong một cuộc diễu binh ở Moscow năm 2015, T-15 được thiết kế dựa trên kết cấu khung gầm của siêu xe tăng Armata T-14. Các chuyên gia đánh giá đây là loại xe tăng chiến đấu bộ binh được bảo vệ tốt nhất thế giới nhờ lớp giáp hạng nặng có khả năng chống chịu tốt trước những vũ khí chống tăng và xe thiết giáp. Có thể chở tối đa 90 binh sĩ, vũ khí chính của quái vật này gồm tháp pháo điều khiển từ xa, sử dụng pháo tự động A2-42-30mm cùng 4 tên lửa chống tăng Hornet EM, tầm bắn tối đa 8-10km lắp hai bên tháp pháo. Ngoài ra, T-15 còn có một pháo có tầm bắn khoảng 4km và một súng máy đồng trục 7,62mm. Đặc biệt, xe chiến đấu T-15 được trang bị khả năng tự hành cao, có khả năng tự động tìm kiếm mục tiêu cùng thiết bị ngắm quang học cho phép phát hiện những mục tiêu ngụy trang. Chiến đấu cơ PAK-FA. PAK-FA, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga, là dự án hợp tác giữa nước này với Ấn Độ nhằm phát triển một máy bay chiến đấu đa nhiệm tàng hình mạnh mẽ. Chịu trách nhiệm chính của dự án là văn phòng thiết kế hàng không Sukhoi, nơi cho ra đời những thiết kế máy bay nổi tiếng nhất và hiệu quả nhất của Liên Xô trước đây. PAK-FA được trang bị hệ thống radar quét mạng pha điện tử chủ động nhằm phát hiện và phá hủy các mục tiêu trên không, cùng thiết bị cảm biến quang điện dùng để xử lý các mục tiêu trên mặt đất. PAK-FA có thể mang trong khoang vũ khí đến 6 tên lửa đối không và đối đất. Theo thiết kế, PAK-FA vận hành bằng hai động cơ phản lực IDELIER-30 với nhiều cải tiến lực đẩy và hiệu quả nhiên liệu để thay thế dòng động cơ Saturn lâu nay của các máy bay quân sự Nga. Sự kết hợp giữa sức mạnh động cơ, khả năng điều khiển vector lực đẩy và cánh đuôi luôn chuyển động sẽ cho phép PAK-FA tác chiến linh hoạt trên không, trở thành một đối thủ nguy hiểm tiềm tàng đối với các dòng chiến đấu cơ của phương Tây. Tàu sân bay lớp Storm. Lâu nay, truyền thông Nga dẫn lời giới chức Moscow thừa nhận tàu sân bay duy nhất đang vận hành của nước này là chiếc đô đốc Kuznetsov đã dần lỗi thời, không còn đáng tin cậy và cần được nghỉ hưu. Một kế hoạch thay thế đang được xúc tiến tại Viện Nghiên cứu Đóng tàu Krylov, được biết đến với tên gọi là dự án 23.000 Isom. Chiếc tàu mới sẽ có chiều dài 330m và độ chắn nước 100.000 tấn, lớn hơn khoảng 60% so với đô đốc Kuznetsov. Tàu có khả năng lướt sóng với tốc độ cao nhất là 20 hải lý và sử dụng một hệ thống phóng máy bay điện tử sử dụng năng lượng hạt nhân. Dự kiến trên tàu Storm sẽ có khoảng 80-90 máy bay, bao gồm các tiêm kích cơ, máy bay tấn công, máy bay cảnh báo sớm trên không, máy bay trinh sát và tác chiến điện tử. Ngoài ra còn phải kể đến hơn 10 máy bay trực thăng làm nhiệm vụ tác chiến chống ngầm và tiến hành các hoạt động hỗ trợ. Tàu khu trục lớp Leader. Một khi được đưa vào sử dụng, tàu sân bay Storm sẽ cần đến sự bảo vệ hữu hiệu của nhóm hộ tống xung quanh và Viện Nghiên cứu Đóng tàu Krylov cũng đang phát triển song song dự án 23560 Leader. Đây là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cỡ lớn để thay thế các tàu tuần dương và tàu khu trục hiện có của Nga. Leader sẽ có chiều dài khoảng 200m và độ chắn nước 17.500 tấn. Với khả năng vận hành linh hoạt và đa nhiệm, tàu này được kỳ vọng tiến hành các hoạt động quân sự chống lại tàu nổi, tàu ngầm, tên lửa đạn đạo và máy bay của đối phương. Tàu sẽ chở theo gần 200 tên lửa, bao gồm 60 tên lửa hành trình đối hạm và 128 tên lửa phòng không. Nhiều khả năng đó là những tên lửa đối hạm Zircon mới và cả tên lửa phòng không S-500 được cải biến cho phù hợp với điều kiện chiến đấu trên biển. Dự kiến Nga sẽ khởi công đóng tàu khu trục lớp Leader đầu tiên vào năm 2019, và theo đánh giá của Hải quân Mỹ, Moscow sau đó sẽ tiếp tục đóng thêm 11 tàu thuộc lớp này. Tên lửa hành trình KH-101 được thử nghiệm thực chiến lần đầu tiên trong các chiến dịch không kích chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria. Raduga KH-101 là tên lửa hành trình mới nhất của Nga. Tên lửa này kết hợp khả năng bay thám sát mặt đất, thiết kế tàng hình và tầm bắn lên tới 4.800 km để trở thành loại vũ khí cực kỳ lợi hại. Tên lửa dài 7,4m, trọng lượng vào điểm phóng là 2.300 kg. Động cơ phản lực cho phép nó đạt tốc độ cận âm đến 0,77 Mach. Raduga KH-101 sử dụng đầu đạn 400 kg kết hợp với hệ thống định vị GLONASS để đạt điểm rơi cố định, có độ chính xác cao trong khoảng 9m. Ngoài ra, thì Nga còn phát triển phiên bản đầu đạn hạt nhân
250 kiloton của KH-101 với tên gọi là KH-102. Tiện nghi ít biết của tàu kiểm ngư Việt Nam 102. Quý vị và các bạn thân mến, tàu kiểm ngư Zhujian Maru được chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Tàu Zhujian Maru sau khi bàn giao sẽ được đổi tên thành kiểm ngư Việt Nam 102. Đây là loại tàu lớn đã được Nhật Bản hoán cải, có thể chứa 20 thủy thủ và sức chở tối đa 499 tấn. Tàu Zhujian Maru sau khi bàn giao về Việt Nam sẽ được đổi tên thành kiểm ngư Việt Nam 102. Tàu có chiều dài 65,19 m, rộng 9,3 m, mớn nước 5,34 m và cao 4,3 m. Tàu được đóng theo mẫu tàu câu cá ngừ, được Nhật Bản hoán cải thành tàu tuần tra. Đây là loại tàu lớn có thể chứa được 20 người, sức chở tối đa 499 tấn và có thể hành trình 2 tháng ở trên biển. Toàn bộ máy móc thiết bị trên tàu đều đang trong trạng thái hoạt động tốt. Với những trang bị tối tân, tàu kiểm ngư Việt Nam 102 được coi là một trong 10 tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam. Ngoài viện trợ tàu tuần tra cho lực lượng kiểm ngư, Nhật Bản còn cam kết tiếp tục viện trợ tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi giữa tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố cung cấp 6 tàu tuần tra cho cảnh sát biển. Trong cuộc họp báo chiều 16 tháng 1 tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định sẽ hỗ trợ mạnh mẽ giúp nâng cao năng lực trên biển của Việt Nam thông qua việc đóng mới các tàu tuần tra cho Việt Nam. Với chiều dài 67,8 m, rộng 7,9 m, tàu tuần tra Nhật cấp cho cảnh sát biển Việt Nam có tầm hoạt động lên tới 3.200 hải lý. Trước khi ông Abe đưa ra cam kết này, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada cũng đã thông báo rằng Nhật đã cung cấp 6 tàu đã qua sử dụng cho Việt Nam và trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Theo truyền thông Nhật Bản, những tàu nước này viện trợ cho Việt Nam thuộc lớp Teshio Nasui đã qua sử dụng. Đối với các nước Malaysia, Indonesia, Philippines, từ lâu Nhật đã cung cấp các trang thiết bị và giúp đào tạo huấn luyện nhân viên trên các lĩnh vực giao thông và cứu hộ trên biển. Năm 2007, Tokyo cũng đã viện trợ cho Jakarta 3 tàu tuần tiễu loại 27 mét. Loại tàu mà chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Philippines có chiều dài khoảng 40 mét, lượng chiếm nước 180 tấn. Căn cứ vào các loại tàu tuần tiễu hiện có của Nhật, loại được chọn có thể là tàu tuần tiễu cỡ nhỏ PS thuộc lớp Mihachi Raizan. Còn Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam, lớp tàu tuần tra cỡ trung bình PM lớp Teshio được xây dựng vào những năm 80 và mang tên là Teshio, là một lớp tàu tuần tra cỡ trung bình 500 tấn, dựa trên việc cải tiến thiết kế tàu Bihoro, là một lớp tàu tuần tra đã đóng một loạt 20 chiếc trong các năm 1974-1978. Trong chiến lược phát triển, người Nhật hết sức tiết kiệm, thiết kế bên ngoài của lớp tàu này rất giống với các tàu quét mìn của bên Hải quân, tức là lực lượng phòng vệ hàng hải. Kích thước chủ yếu của tàu PM lớp Teshio, chiều dài 67,8 m, rộng 7,9 m, mấn nước 4,4 m, lượng chiếm nước 630 tấn, trọng tải 526 tấn, động lực 2 động cơ diesel, 300 CV, 2 trục chân vịt, tốc độ 18 hải lý 1 giờ. Tàu có tầm hoạt động 3.200 hải lý, vũ khí chính là khẩu pháo 20mm loại GM-61A1 kiểu M-61 Vulcan dùng cho Mỹ và NATO, 6 nòng bắn tốc độ cao. Tàu có thể hoạt động với trang bị gồm 33 người. Độ sâu diệt ngầm của tàu Gepard Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, với trang bị ngư lôi hạng nặng, cặp chiến hạm Gepard thứ 2 của Hải quân Việt Nam có thể diệt mục tiêu ở độ sâu tới 400 mét. Truyền thông Nga vừa công bố thêm hình ảnh về ống phóng lôi trên cặp tàu Gepard thứ 2 đóng cho Hải quân Việt Nam đang thử nghiệm tại Biển Đen. Hình ảnh được công bố cho thấy hệ thống vũ khí của cặp tàu này đã được lắp đặt xong, đáng chú ý là hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E, 2 dàn 4 ống trên 1 dàn, phóng tên lửa KH-35E và dàn phóng ngư lôi 533 mm, 2 dàn 2 ống 1 dàn được gắn lên tàu. Loại ngư lôi này có cùng kích cỡ với ngư lôi của tàu ngầm Kilo. Với ngư lôi 533mm, tàu hộ vệ Gepard 3.9 sẽ có khả năng chống ngầm cực mạnh, có thể hạ gục sát thủ dưới lòng đại dương và kể cả tàu chiến mặt nước chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Bởi theo những thông tin được Nga công khai, ống phóng ngư lôi 533mm cho phép tàu phóng được tất cả các loại vũ khí tấn công chủ lực, bao gồm ngư lôi chống hạm 53-65, ngư lôi chống hạm chống ngầm Test 71. Ngư lôi 53-65 hay Tai 53-65 là loại ngư lôi dẫn đường bằng sóng âm, được thiết kế dựa trên loại ngư lôi thế hệ trước Thai 5361, phiên bản xuất khẩu được gọi là 5365KE, chuyên dùng để chống tàu nổi. Ngư lôi có đường kính 533mm, chiều dài 7,2m, nặng 2.070kg và trang bị đầu nổ nặng tới 300kg. Thai 5365 đạt tầm xa tấn công 12km khi di chuyển ở tốc độ 125km/h và 18km khi di chuyển tốc độ 83km/h. Biến thể 5365K đạt tới 19km và 5365M lên đến 22km.
Theo dự đoán, biến thể mà Việt Nam mua sẽ là loại ngư lôi Thai 5365K. Trong khi đó, Test 71 là loại ngư lôi dẫn đường bằng dây dẫn và nặng hơn khá nhiều so với lại Test 68, ngư lôi dẫn đường bằng dây dẫn đầu tiên của Liên Xô. Test 71 sở hữu khá nhiều ưu điểm như tầm bắn xa hơn, đầu nổ nặng hơn và có thể tấn công mục tiêu ở độ sâu lớn hơn. Ngoài nguyên mẫu ban đầu, Test 71 còn được phát triển thêm 4 thế hệ chính, biến thể chính, đó là Test 71M, Test 71MK, Test 71MENK và Test 3. Trong đó, chỉ có biến thể Test 71MENK là có khả năng tấn công đa năng cả tàu nổi và tàu ngầm. Test 71MENK có đường kính 533mm, dài 7,93m, nặng 1.820kg, đầu nổ nặng 205kg và có ưu điểm tuyệt vời là được trang bị hai ngòi nổ khác nhau, nổ cận đích, thủy âm và từ trường, và chạm nổ. Ngư lôi hoạt động được nhờ điều khiển từ xa qua dây, đầu dò bắn chủ động và đầu dò sóng âm với tầm phát hiện mục tiêu lên tới 1,5 km. Test 71MENK được trang bị hệ thống đẩy với hai chân vịt kép, tốc độ hành trình 48 km/h và tăng lên 74 km/h ở giai đoạn cuối, tầm xa tấn công 200 km ở độ sâu lên đến 400 m. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.